top những ứng dụng giúp bạn luyện nghe tiếng Anh hiệu quả phần 1. Ứng dụng Speaking Pal Communicate. Đây là một ứng dụng luyện nghe tiếng Anh vô cùng phổ biến. Với ứng dụng này, bạn có thể luyện tập nghe và nói để cải thiện khả năng về tiếng Anh của bạn một cách nhanh chóng với các tính năng nổi bật sau đây. Thứ nhất, hoạt động bằng cách nhận diện giọng nói của người dùng. Thứ hai, các bài hội thoại tiếng Anh hài hước và gần gũi với cuộc sống thường ngày. Thứ ba, có thể làm chủ các tình huống trong các bài hội thoại. Tiếp đến, nội dung chương trình phù hợp với các trình độ từ cơ bản. Và cuối cùng là dễ dàng theo dõi kết quả học tập của bạn nữa đấy. Ứng dụng FluentU. Ứng dụng này cung cấp những video mang tính hài hước, gần gũi với cuộc sống hàng ngày, giúp việc học trở nên hấp dẫn hơn. FluentU sử dụng cách tiếp cận tự nhiên, giúp bạn dễ dàng tiếp cận với ngôn ngữ và văn hóa Anh theo thời gian. Bạn sẽ học tiếng Anh một cách tự nhiên qua các video âm nhạc, đoạn giới thiệu phim, tin tức, các cuộc trò chuyện truyền cảm hứng hay phim tài liệu, chương trình quảng cáo và luyện đọc theo phần phụ đề đi kèm. Nếu gặp một từ không hiểu rõ, bạn có thể bấm vào từ đó để xem hình ảnh và định nghĩa. Bạn có thể học tất cả các từ vựng trong bất kỳ video nào với phần quiz. Hãy vuốt sang trái hoặc phải để xem thêm các ví dụ cho từ mà bạn đang học nhé. Và điểm đặc biệt nhất của FluentU là nó giúp bạn luyện khả năng nghe và theo dõi những từ vựng mà bạn đang học. Nó thậm chí còn nhắc nhở bạn ôn tập bài cũ. Người học đều có những trải nghiệm được cá nhân hóa, ngay cả khi họ đang học trên cùng một video. Ứng dụng Lesson English Daily Practice. Cho dù bạn là người mới bắt đầu, người có trình độ trung cấp hay là nâng cao, ứng dụng này đều có tài liệu nghe phù hợp cho từng cấp độ. Hầu hết tài liệu ở các dạng câu chuyện ngắn và các chủ đề hàng ngày. Vì vậy, bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng hữu ích và mang tính thực tế. Sau mỗi tệp audio, bạn sẽ có các câu hỏi để kiểm tra kỹ năng hiểu của bạn. Ứng dụng này có rất nhiều tài liệu. Vì vậy, bạn sẽ phải dành một khoảng thời gian để luyện tập và hoàn thành mỗi ngày để nâng cao trình độ của mình. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng giúp cải thiện và phát triển giọng Anh và Anh Mỹ, ứng dụng này sẽ giúp bạn phân biệt và học đồng thời cả hai giọng luôn đấy nhé. Ứng dụng Lesson Audiobook. Ứng dụng này chắc chắn sẽ rất hữu ích và đặc biệt dành cho các bạn yêu thích đọc truyện đấy nhé. Ứng dụng có rất nhiều truyện, các thể loại từ truyện ngắn, tiểu thuyết lãng mạn đến khoa học viễn tưởng. Bên cạnh đó, nó còn có các cuốn sách phục vụ một số kỳ thi nhất định. Đối với những người có khuynh hướng tôn giáo, ứng dụng có các bản audio của Kinh Thánh và các tài liệu tôn giáo khác. Ngoài ra, ứng dụng còn phát triển các tài liệu dành cho trẻ nhỏ. Chúng được coi là tài liệu học tập cho người mới bắt đầu ở mọi lứa tuổi nữa đấy. Ứng dụng TED. Đây là ứng dụng luyện nghe tiếng Anh, gồm các video với chủ đề đa dạng và phong phú. Ứng dụng này không chỉ đơn thuần giúp người học cải thiện kỹ năng nghe, mà còn phổ cập những kiến thức khoa học. Đây là một ứng dụng kiểu cách bao gồm nhiều tài nguyên giáo dục gây ấn tượng mạnh mẽ. Với việc luyện nghe tiếng Anh bằng TED Talk, bạn vừa cải thiện được khả năng nghe nói, vừa thu nạp được một lượng kiến thức khổng lồ. TED sẽ phù hợp với những bạn có trình độ nghe từ mức trung bình khá trở lên. Nếu bạn có một lĩnh vực đặc biệt thích thú, ví dụ như giải trí, các bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm với chức năng sàng lọc video trên thanh tìm kiếm để có thể theo dõi những bài diễn thuyết về chủ đề mà bạn thấy quan tâm và thích thú nhất, để vừa thảo luận đam mê vừa luyện nghe tiếng Anh hiệu quả nhé. Để tìm được một ứng dụng học tiếng Anh tốt phù hợp với trình độ của mình hiện nay là không hề khó. Bạn hãy nhớ, không có ứng dụng luyện nghe tiếng Anh tốt nhất, mà bạn cần chọn ứng dụng phù hợp với mục đích học. Để nghe tiếng Anh được thành thạo, chúng ta cần kiên trì trong khoảng thời gian dài và không ngừng học hỏi ngay cả khi đã giỏi nhé. Hãy cố gắng hàng ngày để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình chinh phục tiếng Anh nha các bạn. Video hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn vẫn chưa tìm được chân ái của mình qua video này, thì hãy đón xem phần tiếp theo, phần 2, top những ứng dụng giúp bạn luyện nghe tiếng Anh hiệu quả nhé. Đừng quên ấn nút like và subscribe kênh YouTube của bọn mình nha.
Tụi mình là The Fucking English. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.